Đây là ngõ cây thơm. Đường cái thôn Tri Kỷ. Xem đi đường nào đây. Xem đi đường này. Ta đang tiến tới đường D dòng sông Lệ. Theo đường D này chúng ta sẽ đi về cầu Xé, là địa phận tiếp giáp giữa Hà Nội và Hà Nam. Đây là đường D, đường D sông Nhuệ. Bên trái chúng ta là sông Nhuệ. Theo con đường này sẽ tới cầu Cống Thần. Và từ cầu Cống Thần chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 1A tại cầu Xé. Đi xe máy cũng rất là thú vị chứ, phải không quý vị và các bạn? Xe máy tạo cho chúng ta cảm giác rất là linh hoạt và rất là vi vu. Thank you.
đường này tương đối dễ đi. Hôm nay ít xe vì vậy mà chúng ta rất là dễ dàng để lưu thông một cách an toàn. Cảnh tượng ở đây cũng rất là đẹp. Đấy. Rất là nhiều nhà tầng biệt thự. Ở đây vẫn đang thuộc địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Nhiều cây xanh thì bởi đem lại chúng ta cảm giác rất là mát mẻ. Đất nước Việt Nam chúng ta có rất nhiều phong cảnh đẹp, nhiều miền quê rất là thơ mộng. Đi trên đường này còn được nghe tiếng chim. Những chú chim đậu trên cành hai bên đường, líu lo hót, kéo con, rất là vui tai. Dọc con đường B này rất nhiều ngôi làng nghề truyền thống. Có làng mộc, có làng cảm trai và rất nhiều làng mỹ nghệ khác.
hai bên tuyến đê rất nhiều vườn cây ăn trái. Đây là làng nghề truyền thống đồ gỗ mỹ nghệ Cảo Trai, làng Tổng Vinh, làng Tổng Vinh chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ Cảo Trai. Ngày xưa người dân Việt Nam rất yêu thích các loại đồ gỗ như tủ, rồi đồ thờ, kể cả cửa gỗ được Cảo Trai, đặc biệt là đồ thờ và tủ chè, đồ vân vân. Về mặt cánh tủ, rồi là trên các cái chi tiết của tủ gỗ, thường Cảo Trai bằng những hình thù rất là đẹp, thường là tùng, trúc, cúc, mai, tinh, là long ly, quy phượng, vân vân. Các cái bức tranh về sơn thủy là những cái đề tài chủ đề được yêu thích để Cảo Trai trên các cái đồ gỗ. Bây giờ các cái đồ gỗ Cảo Trai thì cũng ít người dùng, bởi vì thời thị hiếu bây giờ
sát thời xưa. Và đặc biệt nữa thì đồ cảm trai thường rất là đắt đỏ. Vì vậy mà người dân họ cũng ít dùng hơn xưa, ít mưa hơn. Nông thôn bây giờ rất khang trang, đường xá đã được kiên cố hóa, với lại hai bên đường được trồng rất nhiều cây hoa để làm cảnh đẹp. Đường rất sạch. Nếp sống và sinh hoạt của người dân ngày càng được văn minh. Vẻ đẹp của đường D đó là một vẻ đẹp rất duyên dáng, bởi nó nhiều đường cong. Khi mà đường D thường bám vào theo hình những con sông bên cạnh, đó lên cái vẻ đẹp vừa nên thơ tình duyên dáng. Nét đẹp của thủy mặc sơn thủy hài hòa, đem lại cảm giác yên bình, thảnh thơi thư giãn. Đi đường này sợ nhất đó là gặp công nông. Dân gian Việt Nam có câu rằng ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Với bác chảy công nông bạt mạng lắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cầu Cống Thần. Chúng ta sẽ
đi qua cầu Cống Thần này để ra quốc lộ 1A tại cầu Rẽ. Và từ đó dòng sông Lam sẽ rẽ về Phủ Lý Hà Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đi phượt của dòng sông Lam này. Dòng sông Lam sẽ dừng quay tại đây. Chúc mọi người bình an, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Hãy ủng hộ kênh Dòng Sông Lam bằng cách nhấn nút like, chia sẻ và bình luận, và đăng ký kênh càng nhiều càng tốt. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin tạm biệt.